Cả nhà thấy không, cái da của Michael á là da nó nâu như vậy nè, nhưng mà khi mà xài cái này, xài cái Olala của Laura Sunshine lên, đây là một kem dưỡng ban ngày, nó vừa có chống nắng và vừa có kem dưỡng, nó làm trắng hồng cái làn da của mình, nhưng mà nó đồng thời nó có một cái lớp make up nhẹ, để khi mà các bạn, những bạn nữ thì khi mà mình đi diễn hay là mình đi đi tiệc tùng hoặc là mình đi đi đám cưới thì mình có thể mình xức cái lớp body này lên, thì nó sẽ tạo nên một cái lớp make up nhẹ, thì khi mà các bạn về nhà thì các bạn có thể tắm và nó hết, nhưng mà đồng thời nó sẽ ngấm dần vào cái da của các bạn, nó làm cho cái da của bạn trắng lên và sẽ rất là đẹp lên ha. Nói cái này là nó safe cho children luôn nha. Ok. Cái Laura Sunshine này nè, thì các bạn những ai mà đi diễn, đi tiệc gì đó thì mình mặc những cái đồ mà đồ hở á, mình có thể xức lên nguyên cái body, và cái này có thể sử dụng cho baby luôn được luôn nhá.